Cách mà tôi đã giúp cho nhiều người thu hút được sự giàu có. Trong ứng dụng luật hấp dẫn, nếu như bạn muốn thu hút sự giàu có, thì đây là việc làm nhất định bạn phải làm mỗi tối trước khi bạn đi ngủ. Chỉ với một hành động duy nhất này, thì ngay sáng ngày hôm sau, bạn sẽ thu hút về với mình rất nhiều nguồn lực, cũng như là nhiều quý nhân giúp cho bạn mọi việc được hanh thông, thuận lợi và may mắn. Với quy trình này, Yến đã áp dụng xuyên suốt trong hơn 2 năm qua, kết quả thật sự rất vi diệu. Và Yến đã hướng dẫn cho rất nhiều anh chị trong nhóm học tập, học cùng với Yến, họ đã trải nghiệm và họ có kết quả vô cùng vi diệu. Bạn hãy ghi lại các bước thực hành này và cùng trải nghiệm với Yến nha. Thời điểm 30 phút trước khi bạn đi ngủ, đó là thời điểm mà tiềm thức của bạn nó hoạt động một cách mạnh nhất. Nó sẵn sàng đón nhận tất cả những ý niệm mà bạn gieo vào. Vì vậy, cho nên là bạn hãy xem, hãy nghe, hãy đọc tất cả những gì liên quan đến mục tiêu và kết quả mà bạn mong muốn đạt được. Nếu như bạn mong muốn có nhiều tiền, mong muốn có một cuộc sống thành công, thịnh vượng, giàu có, thì bạn hãy bắt đầu xem những video có cuộc sống của những người thành công, giàu có. Bạn hãy xem họ có một cuộc sống xa hoa như thế nào, họ có một cuộc sống sung túc đủ đầy ra làm sao. Bạn hãy xem họ ở trong ngôi nhà như thế nào, họ đi chiếc xe ra sao. Bạn hãy xem những chuyến du lịch của họ, bạn hãy quan sát họ, hãy ngưỡng mộ họ, hãy yêu quý họ và hãy khao khát mình có được một cuộc sống giống như họ. Những hành động này quá đơn giản, đúng không ạ? Chính vì vậy, các bạn hãy thực hành liên tục mỗi tối trước khi đi ngủ. Nó sẽ mang lại cho bạn những kết quả vô cùng tuyệt vời. Đây là những hành động bạn đang tưới tắm cho những hạt giống giàu có của bạn. Đâm chồi nảy lọc và sáng hôm sau bạn thức dậy trong niềm hân hoan vui sướng. Rồi bạn hành động, bạn làm việc liên tục mỗi ngày, bạn khao khát mục tiêu của mình mỗi ngày. Và rồi tiềm thức của bạn nó sẽ thu hút cho bạn những quý nhân, những nguồn lực, những điều tuyệt vời, những sự kiện giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nếu như bạn đang mong muốn tìm cho mình môi trường có nhiều người cùng nhau ứng dụng thực hành luật hấp dẫn để thu hút tiền bạc, thì mời bạn hãy tham gia vào nhóm học tập cùng với Yến, cùng nhau thực hành mỗi tối. Và nhớ đừng quên bấm theo dõi kênh của Yến để nhận thêm nhiều bí kíp gia tăng thu nhập bằng luật hấp dẫn nha. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Đây là quyển sách ứng dụng kiến tạo cuộc đời thịnh vượng. Sách này chuyên về thực hành 28 ngày lòng biết ơn, biết cách thiết lập mục tiêu thông minh, biết cách quản lý thời gian, cách quản lý tiền hiệu quả, xây dựng 28 thói quen tốt, biết cách chăm sóc và yêu thương bản thân, xây dựng sự tự tin, tinh thần lạc quan, được nhiều người yêu quý và xây dựng gia đình hạnh phúc. Sách này có hơn 300 trang, bạn sẽ thực hành cuốn sách này trong vòng 3 tháng. Và đây là sách được cung cấp độc quyền chỉ có tại Doanh Nhân Kiến Quốc Group, nên bạn không thể mua được bất kỳ nơi đâu trên thị trường. Và trong vòng 30 ngày đầu tiên, khi bạn ứng dụng cùng với môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group, nếu như bạn ứng dụng nghiêm túc, làm theo đúng những gì được hướng dẫn, mà bạn không có kết quả sau 30 ngày đầu tiên, thì chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn gấp đôi số tiền mà bạn đã bỏ ra. Hãy liên hệ với Yến để được hỗ trợ hoặc nhắn tin vào trang để đặt mua sách bạn nhé.